Như Thảo, chửi vợ cũ đại gia Đức An, tiết lộ nhiều lần bị hãm hại. Từ sau khi kết hôn với đại gia Đức An, Phan Như Thảo nhiều lần mệt mỏi vì chuyện vợ cũ của chồng, cựu siêu mẫu Ngọc Thúy. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng vụ khẩu chiến trên mạng xã hội và kiện tụng của vợ chồng Đức An và Ngọc Thúy vẫn chưa dừng lại. Mới đây, Phan Như Thảo tung ra loạt bằng chứng được cho là của siêu mẫu Ngọc Thúy xúc phạm cô và đại gia Đức An. Cựu chân dài còn đăng đàn chửi đích danh Ngọc Thúy, vợ cũ đại gia Đức An bằng những ngôn từ gắt khiến netizen xôn xao. Cụ thể, Phan Như Thảo chia sẻ: "Từ khi tôi lấy anh An, sau khi ly dị chị 9 năm rồi, chị 5 lần 7 lượt xúc phạm tôi, nhục mạ gia đình tôi còn đủ bằng chứng đó. Tôi cũng đã từng cảnh cáo chị là dù chị điên loạn dơ bẩn, biến thái vì tiền đến mức nào, thì chị không được phép xúc phạm bố mẹ tôi, con tôi và gia đình tôi. Hãy dành những thứ đó cho chồng con chị." Phan Như Thảo cho rằng vợ cũ chồng mình không có tư cách yêu cầu cô công khai giấy đăng ký kết hôn, vì giả dụ cô không đăng ký kết hôn đi nữa, thì chồng mình cũng không quay về với vợ cũ. Thậm chí tôi bỏ anh ấy thì anh cũng không dám là chồng chị đâu, chạy chẳng được, ngu gì dính lại. Cựu chân dài nói thêm, lẽ ra tôi có quyền tát lật mồm chị ra khi chị nghe ngược với tôi. Đám hỏi tôi, chồng tôi rước bằng xe riêng rồi chị chó móng vô bình luận làm chi. Tôi có đăng ký kết hôn không liên quan gì chị mà chị lên Facebook dùng hết nick thật để nick ảo, số ăn ảnh ngày này qua ngày khác. Chị có quyền hỏi à, chị tưởng chị vẫn là vợ ảnh à, chị ghen ngược với tôi à. Phan Như Thảo thẳng thừng đáp trả Ngọc Thúy, chị ghen ngược với tôi không được, rồi chị trù ẻo con tôi. Chị cũng có 3 đứa con đấy, sống thức đức cho nhiều vào, rồi nó vẫn hết vào thằng con chị, cho hậu vận tốt đẹp nha. Tôi mập nhưng tôi biết lao động để nuôi con tôi sẵn sàng nhìn ăn cho con tôi ăn sung sướng, chứ tôi không như chị, giật miếng ăn của con để phục vụ bản thân và bao trai. Cô còn tiết lộ Ngọc Thúy từng nhiều lần hãm hại hoặc phá hoại tình cảm của hai vợ chồng cô. Không dừng lại ở đó, Phan Như Thảo bức xúc cho biết vợ cũ chồng mình còn bị đặt rằng Thủy Top ru quến chồng cô để phá hoại thanh danh Thủy Top. Vợ tư của đại gia Đức An phẫn nộ vì vợ cũ của chồng chơi mình mập, Phan Như Thảo chửi như tát nước vào mặt Ngọc Thúy. Còn em mập thì mà ổng mã cha chị động hả? Hay em mập nên họ phạm nhà chị có 3 đứa thì hai thằng gánh nghiệp cho chị rồi. Còn cái thân chị đó sống ác cho lắm vào, rồi lúc trời quật không có người đưa đi viện đâu. Vì chị kiện chị chửi chị rủa này nọ hết mọi người quanh chị rồi còn đâu. Đồng thời, cựu chân dài Venus tố Ngọc Thúy có thói quen ăn cướp, dọa kiện, lên báo vu khống người khác. Tuy nhiên, chiêu trò này không qua mắt được cô bởi cô nắm trong tay đầy đủ bằng chứng. Muốn người ta không chửi mình hoặc kiện được đứa chửi mình thì bản thân chị phải sống đúng mực đã, chị nhé. Còn sống như chị thì càng kiện nhiều, thiên hạ còn cười cái loại ăn vạ thôi. Cuối status, Phan Như Thảo cảnh cáo thêm. Tôi cảnh cáo chị và nhắc lại một lần nữa rằng anh An hiện tại là chồng tôi, không phải chồng chị. Nên ảnh quyến rũ đứa nào, tôi chưa lên tiếng, không đến lượt chị lên tiếng, hiểu chưa? Phan Như Thảo tuyên bố. Năm 2015, Phan Như Thảo kết hôn với đại gia Việt Kiều Đức An, hơn cô 26 tuổi, từng có 3 đời vợ. Hiện cả hai có một con gái là bé bồ câu, chân dài cũng rút khỏi showbiz và tập trung làm kinh doanh.